Đây lên phía bên trên này thì nhìn được rõ. Thì chúng tôi đã nói là ở top thứ hai là một cuộc đua tam mã rất kịch tính. Các kỳ ba của chúng ta đang tranh nhau từng mét một. Rất là khó để tìm một cái chỗ một vòng nữa xem nó hợp lý. Trời hôm nay lại nắng khá là to nữa. Việc buổi Hàn Quốc xin kính chào quý khách. Việc buổi Hàn Quốc xin kính mời bà con của bác, các anh, các chị, các bạn trẻ đến với gian hàng đem khói Hàn Quốc của chúng tôi. Em xin được phục vụ bà con của bác, các bạn trẻ đến chơi lễ hội. Ôi trời ơi, Nam ơi. Đi mãi đi mãi. Không thấy có chỗ nào đứng được. Đây tôi tạm thời đứng ở đây. Hiệp nữa hiệp nữa này là hết rồi. Tức là hết một lượt này nó giải lao xong rồi đấu tiếp vào vòng chung kết là hết. Dưới đã giải lao là hai hiệp à? Còn hai hiệp nữa. Ở đây quá là đông luôn. Mình đi gần được một lửa rồi nhưng mà có mà thấy chỗ nào để quay ở phía bên chỗ giữa sân ấy thì chắc là những ai có thể phóng viên hay gì đó thì mới được vào bên trong để quay. 2 phút 05 giây 40
Về thứ hai, Lâm Văn Sơn, Sa La Hối, 2:06:18. Về thứ ba, Vài Xeo Vừa, Sa La Hối, 2:20:88. Về thứ tư, Vàng Văn Linh, Sa La Hối. Sau khi mà xem xong hai hiệp đấu ở phía trong sân thì mình quyết định là sẽ di chuyển ra bên ngoài, bởi vì bên trong vừa nắng lại không xem được toàn cảnh. Mình quyết định là sẽ ra ngoài kiếm một cái vị trí ở phía trên cao để có thể xem được toàn cảnh trận đấu. Bây giờ bọn mình sẽ trèo lên phía trên cái mái kia để ngồi. Nghe nói là trên đấy thì xem được toàn cảnh ở bên dưới luôn. Mình sẽ trèo lên để zoom. Phải mua một cái ô. Mấy mấy nhá chị ơi. Cháu. Em mới học lớp 8 thôi. Ôi mẹ anh ơi. Em già trước tuổi thôi. Đánh bao nóng thôi. Đây bọn mình sẽ trèo lên bên trên này. Đi lối nào nhỉ? Em đi sau con ngựa, em cứ sợ nó đạp. Đây à? À đấy. Đường xanh. Nào anh em lên đi. Lên đi nào. À, trên này ngồi có cái ô nữa là ngồi đẹp nhỉ? Thế à, ai ta ngồi trên đây? Rút kinh nghiệm từ năm sau là cứ lên đây ngồi. Lên đi em đưa cho. Phải làm một cốc nước ở đây nữa. Ông ơi,
quay dừng ở đoạn đấy cho mình uống nước nhá. 48 và mình ra. Đây, bây giờ mình đã lên được phía bên trên này thì và tiếp đó là 144 và mình vừa trải. Nhưng mà nó hơi nhỏ một chút. 115 cố lên, 115 cố lên. Chuẩn bị tới chung kết rồi. Trời ơi, vội thôi. Cái này nhìn xem thích mà lại không mất tiền vé vào nhở? Vâng, lúc này đang là tụi tôi má của vị trí thứ nhất là vị trí thứ hai, 148 và 144. Nắm qua lên mấy thằng thịt cười chạy hết. Thằng qua không chịu rồi. 148 cho mấy cái vừa lấy thì mình được trong. 144 cố lên. Thật là tuyệt vời. Cách nhau chừng 1/20 giây thôi. Chả nhìn thấy gì, chẳng quay. Và bây giờ đang là 115 và 160. Đây rồi. Cố lên 160, không mất chút nữa đâu, cố lên. Cố lên được không? Không sao cả, dù sao thì thành tích của anh cũng rất tốt. Và các bạn, như vậy là lượt đua thứ 3 cũng đã kết thúc. Và bốn kỳ sĩ của chúng ta cũng đã trình bày một bàn đua thật là... Còn một lượt bán kết nữa nhỉ? Cho nên chúng ta sẽ đến với lượt đua thứ 4 trong vòng 18. Đúng không? Thứ 4 là vẫn là bán kết. Lượt đua thứ 4. Còn một lượt bán kết nữa. Phù Đức Chiên, sau một trận chung kết. Số 105, Thao Xeo Phù, Bản Phố. Đây, đây là trận bán kết cuối cùng. Vâng, và thưa các bạn, như vậy là lượt thi đấu thứ tư cũng đã bắt đầu rồi. Lượt em sẽ chọn con trắng nữa. Thành viên của chúng ta là con trắng của em. Tại vì nó một mình một màu, nhưng mà nó đang chạy cuối cùng. Còn ba vòng nữa, Hai thằng song song kia đi kiểu gì cũng về đầu tiên. Thằng đầu rất có, rất có để xác định, bởi tốc độ quá nhanh như nào, nhiều bánh. Không, con đầu tiên như khỏe lắm. Không, nhưng mà tới cái vòng này thì thực ra là con nào cũng khỏe. Vị trí thứ hai và vị trí thứ ba. Con nào chạy vị trí thứ tư tư. Chúng ta vàng của chúng ta cũng đang tăng tốc rất nhanh. Tăng tốc rất nhanh. Thôi. Vâng. Con ngựa bạch của mình cuối cùng. Rất đầu. Tăng là rất đầu. Lòng như con ngựa bạch. Con thằng cố à? Đó là 1, 2, 3. Hà Gia Phường ở bản số. Và cuộc đua tranh quyết liệt ở vị trí thứ hai, thứ ba cũng đang diễn ra. Tuy nhiên là ở khoảng cách và cách vị trí thứ tư cũng cách xa không bao nhiêu. Vui đó đấy, nhà bạch của em vui. 4 vòng đúng không? Rất là cuộc cạnh tranh ở vị trí thứ hai, thứ ba, và chắc chắn vị trí thứ tư cũng sẽ đuổi kịp. Kìa, đang vượt lên kìa nhưng mà vướng. Thôi, chen ra nè, chen ra nè. Đang dẫn đầu vẫn là chạy vào ấy rồi còn gì nữa. 1, 2, 3. Hai vòng về ba vòng đấy. Vâng, và 135, thưa các bạn, 135 đã trải lên 1, 2, 3, vượt tạm thời vượt lên vị trí thứ hai rồi. Tạm thời vượt lên vị trí thứ hai rồi. Đây là vòng cuối cùng à? Đua tranh rất quyết liệt, tranh nhau chừng 1/20 giây thôi, 1/20 giây thôi, rất khó. Thôi chắc là không được. Đang dẫn đầu vẫn là 1, 2, 3. Thà sẽ vừa đến từ bản phố. Tí nữa vòng chung kết anh em và tốc độ của anh chọn mỗi thằng một con, xem con nào nhất. Được giữ rất là tốt. Chọn trước khi nó chuẩn bị thế thì mới biết được chứ đúng không? Rất có thể 1, 2, 3 cũng chơi được. Con ngựa bạch nó lên thứ ba rồi kìa. 1, 2, 3 thằng ra lên thứ hai là phố. Và xin chúc mừng 135 về vị trí thứ hai. Rồi. Vâng. Và trước đó là 105 cũng đã cán đích, đó là Phù Đức Chiên của Team Akai. Em tưởng giờ đang chuẩn bị cho cái vòng thi cuối cùng, vòng chung kết để tìm ra con ngựa chiến thắng. Bây giờ trên sân đang thấy hai con rồi. Anh em chọn đi. Chờ bốn con ra rồi chọn nhá. Còn thiếu hai con ngựa nữa. Đây rồi. Đèn hết rồi. Một chú nữa. Làm trò gì vậy? Đây các bạn đang nhảy rất đẹp. Không nhảy nữa chắc quay TikTok. Làm lại đây. Xin mời các bạn gửi chúng ta vào vị trí xuất phát. Đây rồi. Vòng thi được chờ đợi nhất trong 2 ngày. Chết được con kia sao cứ chạy vòng vòng. Ok.
Ngựa đây không hẳn là ngựa để đua. Bình thường vừa hỏi ông kia thì bình thường thì vẫn ngựa vẫn đi thồ bình thường thôi mà. Thì đây là ngựa làm mà. Ừ. Không muốn bố gì à? Cho nên là nó không được thuần lắm. Đôi khi bây giờ muốn lên cưỡi nó còn đang khó. Nó dỗi rồi. Thế đéo đua nữa, bố phải muốn về nhà rồi. Kia có một anh vẫn chưa lên được ngựa. Kiểu kia là tí hay dây ngựa lắm. Kiểu ông dây ngựa lúc đấy cũng dễ ra, vừa tắt con ngựa vào nó cứ quạch. Dạ. Sao đi chạy đường mấy bước rồi. Lên được rồi. Ơ, à, chạy luôn hả? Ôi. Bốn vị trí của chúng ta đã bắt đầu xuất phát, đã có sự vượt trội. Đầu tiên là vị trí thứ hai lên vị trí thứ nhất rồi. Hay quá nhỉ. Cuộc cạnh tranh hết sức quyết liệt, hết sức gay cấn. Niềm chờ đợi của rất nhiều khán giả chúng ta trong lượt thi đấu chung kết này. Vâng, đang dẫn đầu. Ba con dẫn đầu kia ngang nhau rồi, cùng canh nhau quá xa. Đang dẫn đầu là 1-2-3. Thẻ cho phù của bản số. Đây là vị trí thứ hai của bản thứ tư, khoảng cách chút không xa. Còn cuối cùng này chạy khỏe này. Khán giả đang rất là hào hứng nhỉ. Vâng, đang dẫn đầu vẫn là 1-2-3. Thả cho phù của bản số. Phải có những cái pha mà phá nhờ, bước phá thì nó mới hay. Trận đấu còn hai vòng nữa tính vẫn đều mà. Còn hai vòng nữa vẫn chưa quá. Đây này, con chạy đầu đang có vẻ yếu hơn một tí này. Vị trí đang là 148, 148 là một dạng của đầu. Tuy nhiên là vị trí của đấy đang vượt lên kìa. Đừng vượt lên qua nhờ vượt. Vượt lên hay thế, lên kìa. Vượt lên, vượt đi thôi. Đứng lên để cổ vũ thôi. Tuy nhiên là cũng yêu cầu là chúng ta vẫn phải đảm bảo an ninh và an toàn cho bản thân mình. Khán giả đứng lên cổ vũ á, khán giả đứng từ đầu đến giờ mà. Vâng, đang bắn cua thứ hai. Thời tiết trên sân lúc này thật là tuyệt vời. Vẫn là 26 độ C, vẫn là 26 độ C giờ trên mắt. Lên đi. Vẫn đang dẫn đầu. Và 148 và văn dương của Nam Ối cũng đang bắn được quyết liệt. Vâng, và 144 và văn dương của Tài Tài đang là mình vẫn đi đây. Hay quá nè. Trận này hay thế nhỉ. Trận chung kết. Bây giờ đang có ai vừa lên mới là ai nè. Chúng ta cùng chờ đợi. Lên kìa. Hay quá. Quá hay. Ôi. Hay thế nhỉ. Bằng nhau á. Hay. Thế là con nào lên đầu ấy? Hay quá nhở. Hay quá. Còn nhất đâu? Nhất kia. Vẫn là con đầu tiên. Tí nữa thì có sự bốc phá. Nhưng mà con kia con thứ hai mà nhất thì mới hay. Bây giờ khán giả đang lại gần ngựa ở trên thắng kia để chụp ảnh. Thôi nhưng mà ngựa ở đây thắng thì có thịt không nhỉ? Ngựa đuôi nhà người ta. Như trên em chợ châu ấy. Chợ châu con nào nhất là thịt luôn. Chợ châu bên kia à? Đấy, châu. Chợ châu ấy. Chợ châu thì nó phải thịt rồi. Đấy. Chợ châu thì nó phải thịt rồi. Còn đây mà... Bây giờ mọi người đã ra về sau khi mà xem xong hội. Rút kinh nghiệm ra lần sau là khi mà tới đây thì sẽ phải cầm ô đi. Với cả là nếu mà muốn vào bên trong ấy thì phải đi sớm. Bây giờ mình đang đi xuống. Rất đông. Thôi là mình lại tắt máy để xuống. Tình hình là mình để xe ở ngay cái chỗ nhắm ngay con ngựa ngứa chân. Ôi trời ơi. Bẩn hết xe rồi. Xe chỗ này toàn nước cái này. Cạn lời. Cạn nhá. Không sao. Đây, mọi người xem.